Trong 6 tháng đầu năm, số lượng trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường lớn như là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand đã tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2015. Theo thống kê của Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các công ty đã xuất khẩu trên 4.600 tấn trái cây tươi các loại vào 4 thị trường nói trên. Số lượng tăng khá mạnh do dịch bệnh được kiểm soát tốt, chất lượng hàng hóa ổn định và nhu cầu tiêu thụ tăng lên khi thị trường được mở rộng. Cục Bảo vệ Thực vật đánh giá xuất khẩu trái cây tươi sẽ còn tiếp tục tăng trưởng vì trái vải đang vào chính vụ, các công ty đang làm thủ tục xuất khẩu. Thời gian tới, Việt Nam sẽ có thêm các loại trái cây khác như là xoài, vú sữa được xuất khẩu vào các thị trường khó tính.